Quý anh Vòng Vòng, xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chương trình rất cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA đã đồng hành cùng với chương trình Thép Xây Dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh đập á. Trời ơi. Rồi em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. À, bây giờ mình giới thiệu về mình xí nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, chào, chào mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga. Con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Thanh Dào, em đến từ Tiền Giang. Hôm nay em 23 tuổi. Rồi, ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ thú y chị. Cô giờ cô xách mấy con chó cũng không nhiều có lắm. Chút xíu phải lấy số điện thoại liền. À. Dạ. Nhà bị nhà bốn chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới. Rồi, bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao. Con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đản trí. Với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cũng như hòa đồng với mọi người. Vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Dạ. Còn trẻ mà hơi nhát nhát. Dạ. Lớn xíu là nó quen hết có nhát rồi. Có mấy mối tình rồi? Dạ, một quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, gần hai năm ấy. Xong rồi con chia tay. Tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ, con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Ừ. Bây giờ nhà trai cho biết là mà mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á. Kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như mà đánh đập á. Trời cái ơi. Rồi em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông thấy nó kỳ cục lắm luôn. Mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình. Ngoài trừ cha mẹ đánh mình thôi. Thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa bỏ đi được, hoặc là mình giữ tay bạn nó lại. Hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ. Không có chị, cũng có giữ tay mà giữ tay cũng không. Thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành, bạo loạn. Thấy thương nghĩ sao luôn thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô, dạ. Bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái, nhớ chưa? Dễ thương quá, để cho đánh vài cái chơi vui. Không có vui đâu đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phì á. Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần đừng có cao quá, tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét rưỡi đi. Thấp nhiêu cũng được. Thấp nhiêu cũng được, dạ, miễn là được. Dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu? Cưng dễ ẹt luôn à. 3m7 thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng không? Nó cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi, xinh xắn mà, cao hơn nhiều mà. Để con bên guốc. Không đừng lo. Dạ, nói bây giờ hai đứa hợp với nhau đó. Ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh tao không? Dạ, lâu lâu có. Chết hồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó muốn nó vẫn đau rồi, nó vẫn bị đau rồi, đau rồi. Không có đánh. Sao vậy? Không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha, con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ cái má được không anh? Ồ, nhẹ thoải mái chị.
Đánh đừng ca máu rồi được. Đánh đừng ca máu rồi được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời, đánh đựng ra máu. Ra trước, máu là đi bệnh viện hôm luôn trước rồi đó cận, con. Cận trước đó đánh da máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Phụ nữ đâu mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực, năng động, lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi, chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngâm thì tốt. Da không ngâm thì sao? Dạ, da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, có gì đâu. Trời ơi, đâu con lo, sợ con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương á. Nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt. Cưng lắm cô suối con luôn đó. Quá bấm cưng bấm luôn nút nữa. Đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ anh đi với bạn. Dạ chào mọi người. Con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đấm hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, tôi tại nghe xót quá. Bạn nữ kia thì nó tính tình dạng trẻ con á, cũng khó hiểu. Rồi con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đến bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen á, thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữ trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ lắm. Trời ơi thương quá à, thiệt. Rồi nhà gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với mẹ gì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Dân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chứ? Dạ không. Con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Có con hamster đó đặt nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn, sô cô la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy được vọng là đó. Bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh anh thấy em sao? À, thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Mình đang học cơ học ngành anh. Em xưng anh. Dạ. Em đang học cao học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi, chỉ mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà vậy cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Cái kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Những tỉnh xa hơn? Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít thì nào được rảnh, rất là đi lắm.
Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò làm sao? Sao 8 giờ tối? Sao 8 giờ tối nữa hả? Ừ. Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Vào đứng lên nắm tay bạn gái rồi nói câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Hai tay đâu phải bắt tay đâu. Hai tay. Đâu rồi, mắt nhìn đâu mắt mà. Đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap. Anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn Hiểu nói là để hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wowy nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh. Em chạy thật nhanh với anh kế bên tay và chai châm banh anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào đáp lại đi. Em tên gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có một bạn trai chưa để ta tính sao? À, em sẽ hát một bọn đoạn của bài Ánh Nắng Của Anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Yeah, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Yeah. Xin phép Rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi, Nga ơi, Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không? Ok. Cặp này nó dễ thương không? Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bác cả nhà, đi xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gặp gỡ cặp đôi thứ nhì ngay lập tức, xem là cái yêu của cặp đó có giống cái yêu của cặp này hay không. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu ấy, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi, trời ơi nhà trai ơi. Bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười xuống xuống cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Mời nhà gái giới thiệu. Rồi, đi mình. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Xin chào mặt nam kế bên. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang là nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh.
Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng, đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì đang ở Hà Nội, công việc là kiến trúc sư, thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa. Mua bán ô tô hả em? Ô tô. Thì ô tô đấy, mua bán xe, ô tô hơi, là... Xe hơi. Chào em. Dạ, chào chị. Sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về ô tô không? Có. Đây là con Nghiện nha, chị giới thiệu cho em biết con Nghiện ô tô đây ngồi kế bên em đó. Bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó đó. Là bây giờ em ở ngoài Hà Nội hả? Dạ, em ở Hà Nội. Nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không, hay là chỉ có lòng vòng Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi. Nếu mà công, nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn. Có hay vô Sài Gòn không? Có, vô suốt ạ. Ờ, vô suốt đi chứ. Bây giờ người ta là sống và lớn lên ở Sài Gòn đây nè. À vâng, thế không quan trọng ạ. Có thể ở luôn được mà. Ở luôn được đúng không? Đó, vậy cho yên tâm. Dạ. Để điểm mạnh điểm yếu thế nào nói với bà mối nghe đi kìa. Cho nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích giao lưu bạn bè gặp gỡ nhiều. Và thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm. Có những lúc mà tùy hứng đi, có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây. Hay quá nhỉ. Còn em có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì nghiện smartphone, tức là rảnh ra cái là không... là cầm smartphone lên. Dạ. Tại chưa có ai thôi, nếu có thì chắc không nghiện đâu. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con là con sống vui vẻ, hòa đồng, con biết nấu ăn, con khéo tay, con sống tình cảm. Khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không? Con ít nói, con sống hướng nội. Sống hướng nội, cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu. Ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn. Cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó, đúng không? Mình có ghiền không? Dạ không, con không có ghiền điện thoại. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhà trai ơi, bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười sung sướng cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi. Nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là... Lại thôi. Ừ. Rồi, mối tình tiếp theo? Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này, cũng chỉ được hơn một năm thôi, kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó lại cứ, thôi và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc là thôi. Như vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cái gu của em đó, cái gu của em thì nói... là con gái thì phải trắng trẻo một chút, hiền lành và năng động một chút, tức là giao tiếp rồi các thứ. Thì em thì cũng hay đi nhiều hoặc là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia, thì nhưng cũng giao tiếp khéo một chút là được. Dạ, con chào chú Quyền Linh. À, chào con, cô gái xinh đẹp ha. Trời ơi, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ, hồi trước con đi học thì lo tập trung học. Rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ. Môi trường con, gì? Dạ, con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì con chỉ tiếp xúc với lại học trò nhỏ và phụ huynh thôi, và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ. Nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ bạn nam. À. Bên đây anh này, anh cũng lớn hơn con một số tuổi đó. Con có ngại gì không? Dạ, lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi. Thì cũng không sao. Thì con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi, làm ăn kinh doanh này kia rồi ha. Nói chung cũng không có lớn hơn con một thôi, một con giáp thôi, không có gì hết. Em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình á, thì con thích một người cao khoảng 1m7. Dạ, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tính cách con thích một người ấm áp, chung thủy, trung thực và đáng tin cậy. Có được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng được 70-80%. 70-80%. Rồi, hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với các cô và chú của con ạ. Mời đại diện gia đình nhà gái à. Thì hôm nay đi thì có đây là ba cô ruột của Tuyết Hương với lại là chú. Rồi, bây giờ cô cho ý kiến đi nào. Hương ơi, cô nhận thấy thì bạn trai bên đây thì cũng có khuôn mặt thì dễ nhìn, vui vẻ, mà có thấy là công việc thì ổn định. Thì cô thấy là hai đứa được đến đây thì xem như là một cái duyên. Nếu mà mình cho người cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội.
Thì nếu mà được thì các con có thể là hẹn hò với nhau. Nhưng mà cô, ở đây các cô cũng mong là khi mà đến với nhau thì hãy đến bằng thật cái tấm lòng của mình và hãy trân quý đối phương. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà ta đi với ai? Hôm trước thì có hẹn bạn đi cùng nhưng mà có việc đột xuất. Bởi vì em bay từ Hà Nội vô đây. Thế nên ra là hôm nay bạn đột xuất không đi được. Thế là em chỉ đi có mình. Rồi, không sao. Có mọi người ủng hộ bạn ha. Dạ. Nào, mở rào. Dạ, chào anh. Có món quà gửi anh. Dạ, cảm ơn anh. Tặng cái gì để mình mở ra cho mở ra đi cưng, mở ra giới thiệu luôn đi. Bộ váy tặng. Dạ, cảm ơn ạ. Đâu, con, con mở ra xem có đúng thử coi nào. Gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không. Đó, con nhắm cái size này con mặc vừa không? Vừa đúng không? Dạ, size này là size S. Dạ, cái bộ váy rất là đẹp, anh cảm ơn anh. Mở quà của bạn gái đi. Hôm nay đến đây em có món quà nhỏ dành cho anh. Cái cà vạt. Sao hai người này có cái gì nó rất là Bluetooth với nhau nha. Đúng rồi. Bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó. Còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể. Eo thử luôn đi. Em có biết, con có biết gài cà vạt không? Lâu lắm rồi không thích. Không, chắc bé là... hỏi với Hương này con có biết không? Dạ con chưa có học thắt cà vạt. Thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh. Thì con cần cơ hội để lần khác con sẽ thắt cho anh. Lâu lắm rồi không thắt. Trời, nó hợp với cái quần quá. Cái màu nó hợp quá. Ồ, không nhớ chắc quên tắt rồi. Tắt sai rồi. Không sao đâu. Cứ cho nó ấy ở đấy, cho nó dấu nhấn. Em ơi, không cần thiết phải đúng hay sai. Chị cần biết là nó không, nó sai, nó sai, hợp nó là được rồi, được. Kệ nó đi. Ngược. Rồi, đây, cứ để này cho chị. Cứ như này cho chị. Có còn hơn không? Bây giờ có thể hát giao lưu một bài. Đó. À, hôm nay đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, gọi em người xinh đẹp ơi, hãy cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sáng hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Ngay chỗ đó là để nhắc ngay, ngay chỗ đó là đúng luôn á. Thằng trai đáp lại đi. Thế thôi, xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát, một đoạn thôi, một đoạn okay. Của bài Sông Đắk Đông Mùa Xuân Về. Đó. Giao lưu ánh mắt về kia coi. Chim cơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk Đông. Bờ làng khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nương, một nguồn nương cách mạng, một nguồn nương Bác Hồ. Ê, hey! Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Đông ơi, Tây Nguyên ơi. Cái cặp này á, hình như là không ai dám nhìn ai. Mà nay để hát người chào cờ. Rồi thôi về vị trí đi nào. Mình cảm nhận về nhau. Rồi ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm, đi xa, nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không, nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng phiền phức.
cái thời gian đi làm em làm luôn cả cuối tuần. Cái thời gian mà em nghỉ thì mọi người thì đi làm, còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm, cho nên là cái múi giờ của em nó cũng không có giống mọi người. Nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi. Tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi, còn các ngày khác là đa số là bận rồi. Dạ, em đều đi làm về trễ ạ. Tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân như là thế nào? Hai bạn nói cho nhau nghe đi. Còn ví dụ như là cuộc sống, nếu mà em muốn gia đình, người chồng sau này thì theo em thì như nào là phù hợp cho em nhất? Em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, lắng nghe, có trách nhiệm. Dạ. Em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc. Vì em sống thiên về tình cảm á, nên là em cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình. Bây giờ em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái, rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi. Tùy em muốn nói gì nói. Nói chung là gặp nhau là cái duyên, còn mình có thể là hẹn hò tìm hiểu thêm, còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn. Hết thời gian. Giờ mình bấm nút nha. Chúng ta để tay vào nút bấm. Làm cái... Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, hãy hướng về phía trước. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đó. Hãy nắm tay nhau. Đó, được rồi. Cũng hợp lý đó hả? Hợp lý chứ. Tôi xin phép em luôn đi. Đặt nụ hôn đầu tiên. Ui dồi ôi, áp lực quá, áp lực quá cơ. Em gái à, sao con xúc động vậy? Nói cái cảm xúc mình lúc này coi. Cô với kia cũng khóc luôn rồi. Con sống thiếu tình thương từ nhỏ, là hôm nay con đi với các cô với chú, con đi với các cô và chú con, thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy cảm động. Con thấy anh là một bờ vai vững chắc không, một sự ấm áp không, con có cảm nhận điều đó không? Dạ, tay ấm. Ấm nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn cô đi. Ông cũng nhát hết rồi chứ không? Vậy trước khi chia tay nhau mình còn có những cái ấn tượng để mình còn gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật và thứ hai hàng tuần. Đúng rồi. 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Đó là giờ quen thuộc, quý vị nhớ gặp chúng tôi nhé. Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chương trình rất cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA đã đồng hành cùng với chương trình. Thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Quen hoặc thích một bạn nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ giúp
chung là con tự đi mua tặng luôn. Nãy con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi quá xa. Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa. Dạ. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê, bạn sống rồi là em cũng về. Về quê sống rồi thôi, mình không về mình ở luôn. Dạ. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn là hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Ủa nhưng mà chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ, chia tay cách đây cũng tới 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn á hả? Dạ. Từ 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu qua một hai mối tình. Nhưng mà cũng không có thành. Tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.